Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu Toyota Corolla Cross. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và các tính năng an toàn tiên tiến vượt trội với mức giá phải chăng từ 720 triệu đồng. Hiện tại, Toyota Corolla Cross hoàn toàn mới được phân phối tại Việt Nam gần như cùng lúc với thị trường trên thế giới. Tại thời điểm này có 3 phiên bản, đó là động cơ hybrid 1.8 HV, 2 động cơ xăng 1.8G, 3 động cơ xăng 1.8V. Khách hàng có sự lựa chọn đa dạng khi hãng cung cấp 7 màu ngoại thất, 2 màu nội thất với tông màu cá tính, thể thao, thể hiện phong cách riêng của chủ sở hữu, mang đến cảm giác hứng khởi sau tay lái. Chiếc xe được tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến, nhưng Toyota Corolla Cross có mức giá vô cùng hấp dẫn, trái với dự đoán của nhiều độc giả trước đây. Thậm chí giá thấp hơn giá khởi điểm tại Thái Lan. Ở Việt Nam, giá bán của chiếc xe là 720 triệu đồng cho phiên bản 1.8G, 820 triệu đồng cho phiên bản 1.8V và 910 triệu đồng cho phiên bản 1.8HV. Như vậy, chỉ chưa đầy một tháng sau khi ra mắt tại thị trường thế giới, Toyota đã mang Corolla Cross giới thiệu người tiêu dùng Việt. Điều này chứng tỏ sự trân trọng thị trường Việt Nam và mong muốn khách hàng sớm được trải nghiệm những công nghệ vượt trội mà hãng trang bị trên mẫu xe này. Một trong số đó là công nghệ hybrid và nhiều tính năng lần đầu tiên có trên một chiếc xe phổ thông ở nước ta. Mẫu xe Toyota Corolla Cross được xem là đánh đúng vào những điểm mà khách hàng Việt đang mong chờ, nhất là giới trẻ thành đạt, ưa thích lối sống xanh hoặc các gia đình luôn muốn gần gũi thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Ngoài việc xuất phát từ một thương hiệu mạnh toàn cầu, công nghệ hybrid thân thiện với môi trường, thì chiếc xe Toyota Corolla Cross với định hướng thiết kế toàn cầu giúp mang lại cảm giác hứng khởi, gia tăng sự linh hoạt, tầm nhìn của người điều khiển. Đặc biệt, Corolla Cross mới có công nghệ an toàn TSS hàng đầu thế giới, mang lại sự tự tin, an tâm trên mọi chuyến đi cho khách hàng. Kèm theo đó là gói Toyota Safety Sense, sở hữu các tính năng an toàn hàng đầu thế giới như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo lệch làn và giữ làn, hệ thống đèn pha tự động thích ứng. Bên cạnh đó, mẫu xe sở hữu các trang bị tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống cảnh báo xuất lốp và camera toàn cảnh 360 độ. Đồng thời, Toyota Corolla Cross vẫn giữ được trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ an toàn như là 7 túi khí, hệ thống chống hú cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc. Mẫu xe SUV 5 chỗ đô thị mới có tiện nghi và thoải mái với không gian nội thất rộng rãi và đặc biệt khi vận hành. Các phiên bản đều được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng 9 inch hàng đầu phân khúc với kết nối Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Khoang nội thất xe cũng mang lại ấn tượng sang trọng đẳng cấp với tấm ốp mạ satin và bọc da. Phiên bản Hybrid 1.8HV sở hữu khả năng tăng tốc mạnh mẽ, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Khi được trang bị hệ thống Hybrid ở thế hệ thứ tư mới nhất từ Toyota, xe Hybrid có thể tiết kiệm lên đến 1,5 đến 2 lần mức tiêu thụ nhiên liệu khi thải so với những chiếc xe thông thường. Với công nghệ như tự sạc điện, Toyota Corolla Cross phù hợp với cơ sở hạ tầng của Việt Nam khi không cần xây dựng trạm sạc và mang đến giải pháp xanh cho di chuyển trong đô thị, góp phần vào sự phát triển của bền vững của xã hội Việt Nam.